Chào mừng bà con quay trở lại với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với bà con một chuyên đề nhỏ, đó là làm sao lấy tinh heo đực một cách tốt nhất. Để bà con nhà mình có động lực xem hết video này, mình cùng tổng kết một chút lợi ích của việc ứng dụng thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi bà con nhé. Thứ nhất, khi bà con ứng dụng thụ tinh nhân tạo đấy, thì bà con sẽ tiết kiệm được rất nhiều cám thông qua việc giảm số lượng heo đực nuôi trong chuồng. Bà con có biết nếu như một con heo đực tự mình phụ trách ấy, thì nó sẽ thỏa mãn được bao nhiêu bà vợ không? Có nghĩa là một mình nó có thể phụ trách được bao nhiêu con heo nái không? Theo thông tin mới nhất, tạp chí mới nhất ấy, nếu một con heo đực này mà khỏe mạnh, không mắc bệnh đường sinh dục, nó có thể đường hoàng phụ trách cho từ 20 đến 25 con heo nái. Có nghĩa là nếu bà con nhà mình ra trại nuôi 20 đến 25 con heo nái ấy, thì trên về mặt lý thuyết bà con chỉ cần nuôi một con heo đực thôi. Nhưng bà con phải nhớ chăm sóc kỹ con heo đực để vào, đừng để nó ốm nó mệt nha. Nhưng nếu mà bà con ứng dụng thụ tinh nhân tạo thì sao nhỉ? Một con heo đực này có thể phụ trách được từ 200 đến 250 con heo nái, một số lượng khủng khiếp đó chị ạ. Đúng ạ. Nhưng mà về mặt lý thuyết thôi, nếu gặp con heo đực đó quá mạnh, chứ bình thường ấy thì bà con giao cho nó phụ trách từ 100 bà lái trở xuống thôi. Có nghĩa là một con heo đực, bà con hoạch định nó phối cho từ 100 con heo nái trở xuống thôi. Thế nào đã quá sướng rồi đã. Dù sao thì lấy một cái ví dụ, bà con mà có một trại 200 con heo nái thì số lượng đực mình giảm cũng được nhiều đó chứ ạ. Đúng không? Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công nhân, rất nhiều tiền cám. Bà con chú ý, đúng ạ. Và đấy là thứ nhất. Còn thứ hai, khi ứng dụng thụ tinh nhân tạo đó, thì chúng ta sẽ hạn chế những cái bệnh mà nói vui là đó là những bệnh mà lây lan qua đường sinh dục. Đấy. Bà con đừng tưởng một con heo đực mà chỉ nuôi ở chuồng, không đi lung tung, không đi loang quăng, không đi những chỗ tối, mà mấy con heo được ở trại thì không sướng bằng heo được ở ngoài đâu. Heo được ở ngoài là được lên xe vi vu đi thăm các bà lái ở nơi khác nữa. Nhưng heo lái trong chuồng cũng nhiều, cung tần mỹ nữ cũng nắm. Mà nói bà con đừng cười nhá, là hắn không dùng bao cao su, nên những bệnh mà lây lan qua đường sinh dục ấy vẫn nhiều lắm. Nhưng mà riêng về ứng dụng thụ tinh nhân tạo thì cái này tuyệt đối không xảy ra. Đấy là lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ ba nhé bà con, chúng tôi gọi vui đó là khắc phục được chênh lệch về thể trạng. Con vật thì nó khác con người, con nào to nhất, khỏe nhất, nhiều ưu thế nhất, nhiều phẩm chất tốt nhất thì sẽ được nhân giống nhiều nhất. Bà con chiêm ngưỡng anh heo được 10 múi này chúng tôi quay đi. Và anh này đã cho ra không biết bao nhiêu là heo con đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Nói vui chứ con vật lại một lần nữa tôi nói là nó khác con người. Con người có tình yêu đôi lứa. Bà con đừng cười khi tôi nói câu này, nó là con người có thể làm giống được hết. Cứ còn động đậy là còn làm giống được. Nhưng mà con vật thì không. To nhất, khỏe nhất, nhiều cái ưu điểm nhất thì mình nhân giống nó. Quay trở lại anh heo đực đang đi lững thững to này đi. Nếu anh này mà bà con mà ứng dụng cho phối trực tiếp ấy, thì những cái chị chàng này, heo nái mới lớn, chân yếu tay mềm, bà con xem ở hình ấy, chúng tôi quay đó. Thì không chịu được anh này một phút đâu. Anh này mới ôm thôi thì hai cái xương chân của mấy chị heo nái đã gãy hết rồi, chứ đừng nói làm được điều gì. Cái này thì chúng tôi, nếu như những nhà chuyên môn ấy, thì gọi là nâng cao khả năng truyền giống, nâng cao phẩm chất của đàn heo. Nghĩa là heo con lớn ra, heo con lớn sinh ra lớn lên to khỏe như heo bố vậy. Đấy, đấy là cái thứ ba. Lợi ích thứ tư mà bà con để ý là khi mà sử dụng tinh nhân tạo đó thì tinh sẽ bảo quản được lâu, vận chuyển được xa. Ví dụ như những cái trại mà ở xa đường quốc lộ, bình thường mà mình không dắt heo được vào được thì bà con có thể lấy tinh mang vào phối được. Một điều nữa là tinh nhân tạo thì bà con kiểm soát được chất lượng tinh, không giống như phối trực tiếp. Phối trực tiếp thì ví dụ như là buổi sáng con heo đực đó nhảy một con nái và buổi chiều lại nhảy một con nái nữa, thì cái chất lượng tinh mà nhảy buổi chiều đó nó sẽ không đảm bảo. Nhưng mà khi sử dụng tinh nhân tạo ấy, thì cái
các liều tinh ấy, chất lượng nó rất là đồng đều và bà con kiểm soát được cái đó. Ứng dụng thụ tinh nhân tạo thì có 4 lợi ích rõ ràng như vậy, lợi ích nhiều như vậy, to lớn như vậy, thì bà con ra trại nào mà chưa làm thụ tinh nhân tạo thì bà con có quyết tâm làm không ạ? Bà con nào mà chưa làm thì bà con làm đi nhé. Để làm được thụ tinh nhân tạo đấy thì bà con phải lựa chọn một con đực tốt, huấn luyện nó nhảy giá. Những điều này thì bà con hãy nhờ những anh em bên bán giống, người ta sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bà con. Nếu không, bà con hãy xem video chọn heo đực, huấn luyện heo đực nhảy giá ở trên kênh Dr. Vet nhé bà con. Con heo đực là thì đã được huấn luyện mà kỹ rồi bà con, lấy tinh quen rồi. Thì bà con chú ý nhé, là để cho heo đực nó không hoảng sợ, mình cứ gọi là nó dễ ra tinh đi, thì bà con nên duy trì trong trại đó, nên duy trì 1-2 người lấy tinh một cách cố định. Có nghĩa là cứ con heo đực này này thì đây để anh kỹ thuật này anh lấy tinh. Trước khi heo đực được đưa vào phòng sung sướng ấy, gọi là phòng lấy tinh đi, nói vui thì để bà con đỡ buồn ngủ thì gọi là phòng sung sướng. Heo đực cần phải tắm rửa sạch sẽ, lau khô. Và vừa rồi chúng tôi đã lau cả cái chỗ dương vật của heo đực đó để cho nó hết những cái chất bẩn và những cái nước tiểu còn đọng nó đi. Nói chung phải làm sạch để sau này khi bà con lấy tinh, chất bẩn đó không rơi vào cái cốc đựng tinh. Để chuẩn bị lấy tinh thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì? Bà con nhà mình chú ý nhé. Thứ nhất là nước sinh lý để bà con rửa vệ sinh dương vật cho heo đực. Thứ hai nữa là cái ca chia vạch hay gọi là cái cốc đựng tinh đó. Thứ ba nữa là cái giấy lọc để bà con đặt lên cái cốc đựng tinh đó khi bà con hứng tinh của con heo đực. Giấy lọc có tác dụng là lọc các tạp chất ở trên và tinh nguyên chất sẽ được lọc sạch. Chuẩn bị cho heo giá nhảy thì bà con để ý cái giá nhảy và cái đệm cao su để chống trơn trượt. Khi chuẩn bị giá nhảy thì bà con để ý chúng ta chỉnh căn chỉnh cái kích thước của giá nhảy đấy theo từng cái con đực một để nó phù hợp với chiều dài của heo đực. Để khi mà heo đực nhảy lên ôm vào thì heo đực có một điểm tựa. Sau khi đã chuẩn bị xong rồi, heo đực vệ sinh sạch sẽ rồi, bà con lùa heo đực vào cái phòng sung sướng đó thì có một việc bà con phải làm, đó là gọi đực lên trên giá. Gọi đực thì đây là một cái phản xạ tập từ trước rồi. Chúng ta cùng xem cái anh kỹ thuật anh ấy gọi thế nào nhé. Bà con nên gọi thông thường thì hay gọi đực Kiki đi. Bà con để ý nhé. Kiki, thế nào? Khi heo được nhảy và ôm vào giá thì chúng ta hãy nhẹ nhàng lắm dương vật của heo đực và massage cho dương vật nó thò ra. Đấy, anh kỹ thuật anh ấy dùng tay anh ấy kích thích vào cái chỗ dương vật đó. Chú heo đực đang rất là máu và chú đang dướn liên tục đó. Kích thích liên tục như vậy thì xong đó thì lắm cái đầu dương vật. Rồi bà con để ý kéo nó ra và để tránh tuyệt đối, tránh dùng để dương vật không va vào cái giá nhảy nhé bà con. Cái này nó rất là nhạy cảm đấy, nếu bà con mà không chú ý, bà con lắm mà không chắc, hay nó tuột ra mà hay nó cắm vào cái giá nhảy đó, nó gây xước và nó gây viêm nhiễm cái dương vật đó, thì heo được sẽ lần sau sẽ không phối được nữa đâu, không lấy tinh được nữa, bà con chú ý cái này. Khi dương vật thò ra rồi, chúng ta hãy nắm cái đầu dương vật và kích thích cho heo đực xuất tinh. Đầu tiên thì nó có cái nước màu trắng. Trong chuyên môn thì nó gọi là tinh thanh hay cái gì đó đi. Nhưng mà bà con cứ hiểu một cách đơn giản. Nếu như thấy cái nước màu trắng đó, bà con đừng hứng vào cấp vội. Bà con hãy bỏ nó đi. Đến khi mà xuất hiện cái dòng nước mà như nước vo gạo của bà con ấy, thì bà con hãy hứng vào cốc. Đây con heo đực đang rất là phấn chấn, dướn liên tục. Trong khi anh heo đực 10 múi này đang rất là sung sướng ôm người đẹp, thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi đến bà con. Nếu bà con mà trả lời đúng ấy, thì tôi sẽ gửi một món quà tặng rất là lớn đến bà con. Câu hỏi là trong quá trình tình yêu này này, giao phối này, thì loài người khác loài vật ở điều gì? Bà con đã từng đặt câu hỏi này cho bất cứ một người nào chưa nhỉ? Nhớ nhé, là trong quá trình tình yêu này, giao phối này, loài người khác nhất loài vật ở điều gì? Nếu bà con chưa trả lời được mà có một chút tò mò, bà con hãy
xem hết cái video này và tôi sẽ gửi đáp án cho bà con nhé. Nhớ là xem hết video và bà con sẽ rất là bất ngờ đấy. Thôi để đáp án thì cuối video nhé bà con. Chúng ta quay trở lại việc chính đi. Và để heo được nhiều tinh hơn, nâng cao chất lượng tinh thì bà con phải chú ý điều gì? Bà con chú ý nhé, là chú heo đực rất là to, rất là vạm vỡ này này, nhưng mà không được khai thác nhiều quá. Đều đều ấy thì bà con 3 đến 5 ngày bà con hãy khai thác một lần thôi nha. Khai thác xong thì nhớ bồi dưỡng cho nó 2 đến 3 quả trứng, cho nó liên hoan sau khi nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Quá sướng còn gì nhỉ. Và mỗi tuần thì bà con hãy lên tiêm một mũi Viton 450 để bổ sung ADE cho nó nha bà con. Chú heo được rất là to này thì bà con nên tiêm 3cc trên một lần tiêm. Nếu mà heo nhỏ, được nhỏ hơn thì bà con tiêm 2cc một lần thôi cũng được. Chú ý khi khai thác là phải khai thác hết tinh cho đến khi mà không còn tinh nữa. Nếu mà chúng ta không khai thác hết ấy, thì nó sẽ bức xúc đó. Sau khi xong thì nhớ dùng nước sinh lý vệ sinh dương vật. Rồi sau đó thì cho heo được xuống giá và đưa về chuồng nghỉ ngơi. Tôi nhắc lại một lần nữa là sau khi về chuồng cho nghỉ khoảng 1 giờ, sau đó bà con cho heo được ăn 2 đến 3 quả trứng. Bà con chú ý vệ sinh cái ô lấy tinh, hay gọi là vệ sinh cái phòng sung sướng cho nó sạch. Một điều nữa mà tôi muốn nhắc nhở đến bà con đó là heo được rất là dữ. Bà con tiêm cái AD này này, tiêm cái Viton 450 này. Bà con nếu có hai người đó thì bà con lúc nó đang sung sướng đấy, một người lấy tinh và một người tiêm. Còn bình thường mà tiêm một mình như anh kỹ thuật này, như anh kỹ thuật này thì nó hơi không đúng đó bà con. Chú ý nhé, bà con một người lấy tinh, một người tiêm đi cho an toàn. Quy trình khai thác tinh là vậy đó bà con. Với một lượng tinh chúng ta khai thác được như thế này, chúng ta có thể pha được từ 20 cho đến 25 liều tinh. Còn pha tinh như thế nào thì Dr. Fed xin hẹn bà con ở tập hướng dẫn pha tinh nhé bà con. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bà con pha tinh như thế nào là đúng. Và hẹn gặp lại bà con ở video đó. Để nhận được những video kỹ thuật thì bà con nhớ bấm vào nút đăng ký kênh Dr. Fed nhé bà con. Và bà con nhớ câu hỏi mà trước tôi có hỏi bà con. Bà con nếu có câu trả lời, bà con hãy comment vào dưới video nhé bà con. Và chúng tôi một lần nữa xin chúc bà con chăn nuôi thành công và xin chào bà con.